Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Vâng, thưa quý vị, nằm trong chuỗi những video liên quan đến sử dụng các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật. Thì ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để xác định xu hướng chung của thị trường, cũng như là xác định vùng kháng cự, vùng hỗ trợ để quý vị có thể ra vào lệnh một cách hợp lý, hay còn gọi là bắt đỉnh, bắt đáy. Rồi, thì ở đây tôi sẽ sử dụng trực tiếp cái sàn Binance.com. Tôi sẽ chọn đến cái TradingView. Và trong cái phần cài đặt, tôi sẽ chọn cái khung nền màu sáng để quý vị tiện theo dõi. Cũng như là trong cái này, tôi sẽ chọn cái cặp BTC, USDT đi. Và tôi có thể thay đổi các cây nến chuyển sang màu xanh đậm để quý vị dễ quan sát hơn. Rồi, thì cái bước thứ nhất, cái ý thứ nhất là chọn cái khung thời gian. Rồi, thì ở đây quý vị để ý này, nó sẽ có các khung thời gian 15M, 1H, 4H, 1D, 1X. Tiếp theo là cái dấu mũi tên. Tất cả các khung thời gian nó sẽ có ở đây. Và quý vị có thể thay đổi cái khung thời gian theo ý thích của quý vị. Nhưng quý vị nên sử dụng cái khung thời gian mặc định, bởi vì bất cứ một cái sàn nào nó đều có một cái thống kê về cái khung thời gian được nhiều trader sử dụng nhiều nhất. Đó là cái khung thời gian mà họ có cái khung viền màu xanh bên ngoài này. Như ở đây là 15M này, 1H này, 4 giờ này, 1 ngày, 1 tuần. Đó, thì quý vị để ý sẽ thấy cái khung thời gian mà nó có viền màu vàng này được rất nhiều các trader áp dụng. Ok, bây giờ chúng ta sang cái ý thứ hai là xác định xu hướng chung của thị trường, hay còn gọi là cái xu hướng lớn. Rồi, thì ở đây tôi đã đánh dấu các đỉnh hình tròn và các đáy hình tròn. Quý vị sẽ thấy rằng đỉnh sau luôn cao hơn đỉnh trước. Đó, luôn cao hơn đỉnh trước. Và đáy sau này, đáy sau nó cũng cao hơn đáy trước. Đáy sau cao hơn đáy trước. Thì đây là một cái xu hướng uptrend. Ở cái phần ngược lại, đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước. Đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước. Đáy sau thấp hơn đáy trước. Đáy sau lại thấp hơn đáy trước. Đó, thì đây là một cái xu hướng downtrend. Thị trường đi xuống. Rồi, chúng ta sang cái ý thứ ba là xác định được cái vùng kháng cự, hay còn gọi là cái khu vực mà phe gấu họ bán để đẩy giá đi xuống. Thì cũng trong cái biểu đồ này, đây, tôi sẽ chọn cái khung thời gian một ngày đi. Nếu xét trong ngắn hạn thì ở đây thị trường nó đang điều chỉnh sideways, còn xét tổng thể thì nó nằm trong một cái khung thời gian là thị trường đang đi xuống. Rồi, thì trong cái trường hợp như thế này, ví dụ thị trường nó có đảo chiều đi lên, thì quý vị làm sao mà có thể xác định được đâu là một cái vùng cản phía trước khi thị trường nó đảo chiều đi lên, hay còn gọi là cái vùng kháng cự. Thì quý vị hãy căn cứ vào cái đỉnh gần nhất trước đó. Đây, tôi sẽ căn cứ vào cái đỉnh gần nhất trước đó, tôi sẽ vẽ một cái đường line vào. Đó. Và tôi vẽ một cái hình chữ nhật vào đây. Quý vị có thể để sang cái khung 4 giờ thì nó sẽ có nhiều lén hơn, quý vị xác định
được cái đỉnh, cái vùng tranh chấp nó dễ hơn. Đó, ví dụ tôi để cái khung 4 giờ này, tôi vẽ một cái hình chữ nhật vào đây. Vậy thì tại sao tôi căn cứ vào đâu mà tôi có thể xác định được rằng đây là một cái khu vực tranh chấp giữa bên mua và bên bán? Thì căn cứ vào cái thứ nhất là cái đỉnh gần nhất, thứ hai là cái đỉnh lùi về đây này, cái đỉnh thứ hai, tiếp theo là cái đỉnh thứ ba cũng lùi về đây này. Đó, ba cái đỉnh này nó nằm trong một cái khu vực tranh chấp rất mạnh giữa phe mua và phe bán. Nó thể hiện qua những cái cây nến, nếu như quý vị sử dụng cái khung thời gian nhỏ thì nó sẽ là những cái cây nến ngắn, dâu nến dài. Còn quý vị sử dụng cái khung thời gian dài thì quý vị sẽ thấy là cái dâu nến nó rất dài kết hợp với những cái cây nến nhỏ ngắn. Đó, thì tôi xác định luôn đây là một cái vùng tranh chấp giữa bên mua và bên bán. Trường hợp thị trường nó đang sideways như thế này, nếu nó có đảo chiều đi lên thì nó sẽ gặp cái vùng này và nó sẽ gặp một sự tranh chấp ở cái khu vực đây, tranh chấp rất lớn. Nếu như nó không thể vượt qua được cái khu vực này thì thị trường nó sẽ bị đi xuống, còn nó vượt qua được thì nó sẽ đi lên và nó sẽ gặp các vùng khác. Rồi, trường hợp ví dụ thị trường nó đi lên đi thì quý vị làm sao có thể xác định được đâu là cái vùng cản tiếp theo? Đó, thì quý vị lại căn cứ vào những cái cây nến phía trước này. Đây nó là một cái đỉnh này. Đó, tôi đã vẽ một cái đường line vào đây. Đây nó là một cái đỉnh. Thì sang bên này nó là một cái đáy này. Đáy bên này gọi là cái vùng hỗ trợ, còn đỉnh bên này gọi là vùng kháng cự. Đó. Thì nó trùng luôn với cái đáy bên này này. Đó. Thì tôi cũng vẽ một cái hình chữ nhật vào đây. Nó trùng với ba điểm luôn này. Tôi sẽ chọn cái khung một ngày để cho dễ nhìn này. Đó. Thì trường hợp nếu như thị trường nó đi lên và nó vượt qua cái vùng này thì nó sẽ gặp cái vùng cản ở đây. Đó, thì để vẽ được cái vùng cản này và xác định được đây là một cái vùng cản thì quý vị căn cứ vào những cái cây nến này. Đó, đây là một cái đỉnh, đây là một cái đáy thứ hai. Đó, đây là một cái đáy thứ ba. Ba cái điểm này nó cho ta thấy rằng đây là một cái vùng kháng cự rất mạnh. Đó. Và cứ như vậy, trường hợp nếu như mà thị trường nó đi lên thì nó sẽ gặp tiếp theo cái đỉnh này này. Đó, đỉnh này. Đây, tôi sẽ vẽ một cái đường line vào. Đó. Thì cái đỉnh này này nó lại trùng với đúng cái khu vực tranh chấp trước đó ở đây. Đó, và nó lại trùng với một cái khu vực cũng tranh chấp giữa bên mua và bên bán rất chi là mạnh này. Đó, biểu hiện cho những cái cây nến nhỏ đuôi dài này. Đó, ngoài ra nó còn trùng với cái đáy này và sát với cái đáy này. Đó, thì đây cũng là một cái vùng kháng cự cực mạnh này nếu như thị trường nó đi lên. Đó, thì quý vị có thể căn cứ vào những cái đỉnh và cái đáy để quý vị xác định được đâu là một cái vùng tranh chấp, vùng bị cản khi thị trường nó đi lên.
thì quý vị dựa vào những cái vùng này, quý vị có thể ra vào lệnh cho nó hợp lý. Đây, ví dụ tôi ví dụ ở đây, đây là cái vùng này tôi lấy chung chung thôi. Vùng này là hơn 42.000 USDT này. Cái vùng tiếp theo hơn 45.000. Vùng tiếp theo nữa mà tôi vừa kẻ ra đây, nó hơn 49.000 USDT. Đây, tôi sẽ để cái khung 4 giờ. Trường hợp ví dụ mà quý vị mua được ở cái vùng này, cái khoảng này mà thị trường nó đi lên, nó đảo chiều đi lên nhé, thì coi như là quý vị gần bắt được đáy đi, có thể gọi là bắt được đáy hoặc gần bắt được đáy cũng được, mà thị trường nó đi lên mà quý vị xác định được cái vùng này, vùng cản này đó, thì quý vị cũng căn cứ vào những cái cây nến tiếp theo ở đây để quý vị chốt lời. Nếu những cái cây nến này nó có dấu hiệu đảo chiều đi xuống, hoặc là một cây nến như ở đây đó là một cây nến Mazubozu đỏ dài, thì khả năng nó báo hiệu là thị trường có khả năng đảo chiều, thì quý vị có thể căn cứ vào những cây nến thứ hai, thứ ba để quý vị ra bán ra để chốt lời. Thì quý vị mua được ở từ cái khoảng này đi lên đến đây, lên đến đây đi, đến đây thì quý vị cũng được một khoản nhỏ rồi. Đó, đấy là cách an toàn. Cách an toàn nhất thì quý vị có thể ra sớm trước cái vùng tranh chấp này. Còn quý vị muốn ăn sâu, ăn nhiều thì quý vị có thể chờ những cái cây nến xác nhận ở đây, nếu như thị trường nó đi lên, những cây nến xác định nó vượt ra khỏi cái vùng này thì quý vị có thể tiếp tục gồng gồng lãi. Đó. Gồng lãi khi những cái cây nến xác nhận nó đi ra khỏi cái vùng tranh chấp này, quý vị có thể gồng lãi lên đến cái vùng tiếp theo. Rồi, chúng ta sang cái ý thứ 4 là xác định vùng hỗ trợ, hay còn gọi là cái khu vực mà phe bò họ mua vào để đẩy giá đi lên. Rồi, cũng trong cái biểu đồ này, bây giờ tôi sẽ tắt những cái này đi đã. Tôi sẽ chọn cái khung 1 giờ một ngày đi. Một ngày. Rồi, chọn cái 4 ngày đi cho nó nhiều lên. Đây, trường hợp nếu nhá, tôi ví dụ nếu như thị trường nó tiếp tục đi xuống thì quý vị làm sao để xác định được đâu là một cái vùng cản, một cái vùng tranh chấp phía dưới đó, thì quý vị hãy căn cứ vào cái cây nến phía dưới gần nhất nó này. Đó, gần nhất đây, nó đang có xuống đi xuống, thì quý vị căn cứ vào cái cây nến gần nhất. Tôi sẽ vẽ một cái đường này. Đây, đây là một cái đáy, hay còn gọi là cái vùng hỗ trợ. Nếu như thị trường nó đi xuống thì nó sẽ gặp cái đáy này, gặp cái vùng hỗ trợ này. Đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái vùng này nó trùng với cái điểm cao nhất ở bên này, cũng như là điểm cao nhất thứ ba đây. Đây, tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật vào để quý vị tiện quan sát. Đây là một cái vùng tranh chấp này. Đó. Thì căn cứ vào cái điểm thứ nhất, đây là cái đáy. Căn cứ vào cái điểm thứ hai, đây là một cái đỉnh. Căn cứ vào cái điểm thứ ba, đây cũng là một cái đỉnh. Bên này gọi là vùng kháng cự nhé. Đó, bên này gọi là vùng kháng cự. Còn bên này thì gọi là vùng hỗ trợ. Khi
thị trường nó đi xuống, nó sẽ gặp cái vùng này thì nó sẽ xảy ra một sự tranh chấp rất mạnh giữa bên mua và bên bán. Thì quý vị sẽ thấy những cái cây nến nhỏ ngắn biểu hiện nó sự tranh chấp, rồi dâu nến dài nó thì có một cái sự tranh chấp rất mạnh giữa bên mua và bên bán ở cái vùng mà quý vị xác định được đây. Ok, bây giờ quý vị làm sao có thể xác định được cái vùng tiếp theo? Tôi ví dụ nhé, ví dụ thị trường nó tiếp tục đi xuống, nó đã đến cái vùng này rồi và nó tiếp tục xuống dưới nữa này, thì quý vị xác định được cái vùng tiếp theo đó chính là cái vùng tranh chấp đây này, mà có nhiều những cái cây nến nhỏ dâu dài này. Đây chính là một cái vùng tiếp theo, hay còn gọi là vùng hỗ trợ. Đây cũng là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh này, biểu hiện cho nhiều cái cây nến nhỏ đuôi thân nến nhỏ này, dâu nến thì dài. Đó, tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật vào đây, nó ở cái khoảng này, 1, 2, 3, 4 này. Đó. Đó, đây là một cái vùng tiếp theo. Nếu như thị trường nó tiếp tục đi xuống, nó sẽ gặp cái vùng này, tức là cái vùng này sẽ có nhiều người chờ để mua vào. Đó. Và cứ như vậy, nếu như thị trường nó tiếp tục xuống nữa thì quý vị lại xác định được cái vùng này. Đó. Nếu như cái lực mua không đủ mạnh, không đủ thị trường đi lên thì nó sẽ lại đẩy xuống. Đó. Rồi. Còn cái vùng đáy cuối cùng đây này của cái ngày bao nhiêu đây? Tôi xem này. Ngày 20 tháng 7, để tôi sẽ vẽ một cái đường line vào cái ngày này, vào cái đáy này. Ngày 20 tháng 7 này, giá của nó đây là hơn 29.000 USDT. Tôi sẽ chọn cái khung thời gian là một ngày đi. Thì đây là một cái vùng hỗ trợ rất rất mạnh. Đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng ở đây nó có một cái đáy này, hai đáy này, ba đáy này, bốn đáy, năm đáy, đó, sáu đáy này. Quý vị chỉ cần nhìn đây, quý vị sẽ thấy rằng đây là một cái khu vực tranh chấp cực mạnh này giữa bên mua và bên bán. Nó biểu hiện cho những cái cây nến dâu dài xuống đây này. Và ba lần như thế này, ba lần BTC nó về cái vùng 29.000 này, nhưng mà nó không thể phá được cái đáy này, bởi vì đây là một cái khu vực người mua, nhà đầu tư mua vào rất mạnh thì nó lại đẩy thị trường đi lên. Đó, thì đây là một cái vùng hỗ trợ cực mạnh. Đó, tôi sẽ kẻ một cái hình chữ nhật vào đây. Đó. Thì quý vị xác định được cái khu vực này, cái vùng này, thì quý vị có thể ra vào lệnh cho nó hợp lý. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sang đặt cái ý thứ 5 là bắt đỉnh bắt đáy. Rồi, nói về cái bắt đỉnh bắt đáy thì rất chi là khó, rất ít người có thể bắt được. Quý vị có thể bắt được nhưng mà quý vị phải chia thành nhiều lệnh ra. Đó, chia thành nhiều lệnh để ra vào. Tức là quý vị chia nhỏ lệnh ra. Chứ còn thực ra bắt được đỉnh, bắt được đáy rất chi là khó. Quý vị chỉ cần xác định được cái khu vực tranh chấp này, vùng kháng cự, rồi là vùng hỗ trợ, thì quý vị sẽ ra vào lệnh một cách nó hợp lý. Đó. Ví dụ ở đây, tôi sẽ chọn cái này đi. Trường hợp ở đây, thị trường nó đang đi xuống này, mà quý vị mua được cái đoạn này, mua được cái đoạn này nhé, thì đây nó đang nằm trong một cái trend, trong một cái xu hướng đi xuống rồi. Quý vị xác định được, quý vị dự định là đến đây nó sẽ đi lên, nhưng mà thị trường nó không đi lên mà nó đi xuống. Đây, nó đi xuống qua cái vùng hỗ trợ này rồi, những cây nến
tiếp sau nó đã vượt qua cái vùng hỗ trợ này rồi thì quý vị có thể cắt lỗ ở cái điểm khu vực dưới này, bởi vì nó đã qua cái vùng hỗ trợ này rồi thì chắc chắn rằng nó sẽ xuống cái vùng hỗ trợ tiếp theo sau đó. Rồi bây giờ tôi sẽ xóa hết cái này đi đã. Ngoài ra, quý vị muốn xác định được cái điểm khu vực vùng hỗ trợ, vùng kháng cự thì quý vị có thể sử dụng cái Fibonacci thoái nùi này. Quý vị chọn cái đáy gần nhất trước đó và kéo nó lên cái đỉnh gần nhất trước đó. Ở đây tôi sẽ mở rộng ra để quý vị tiện quan sát. Thì quý vị căn cứ vào cái công cụ Fibonacci retracement này. Ở đây nó có các mốc 0.236. Thì đây là một cái mốc kháng cự rất yếu. Và rất ít trader họ mua vào ở cái mốc này. Tiếp theo là cái mốc 0.382. Thì đây là một cái mốc kháng cự tương đối. Mốc hỗ trợ nha, xin lỗi quý vị. Bên này nó đang đi xuống đây này. Ở đây gọi là mốc hỗ trợ. Đây là một cái mốc hỗ trợ tương đối này, 0.382. Ví dụ ở đây giá là hơn 37.400 USDT này. Đây là một cái mốc tương đối. Tiếp theo là cái mốc 0.5 đây này. Đây là một cái mốc mạnh này. Giá của nó là vào hơn 35.000 USDT. Tại sao tôi lại nói là cái mốc hỗ trợ mạnh? Bởi vì nếu như thị trường nó đi xuống và về cái điểm này này thì cái lượng người chờ mua ở cái mốc này nó sẽ nhiều hơn cái mốc trên này đó. Thì quý vị căn cứ vào cái Fibonacci này, quý vị cũng có thể thấy đây cái mốc 0.5 này nó cũng chạm đến cái đỉnh ở bên này này đó, và chạm đến cái đỉnh bên này đó. Còn cái mốc 0.382 nó cũng chạm vào cái khu vực tranh chấp ở bên này đây. Rồi thì hy vọng qua cái video này quý vị sẽ có thêm một cái công cụ, cái chỉ báo để quý vị có thể ra vào lệnh làm sao cho nó hợp lý. Tôi xin kết thúc video tại đây.